Hello, xin chào mọi người nha. Đây, xin này sẽ đi quyết tâm bắt được rất là nhiều con kinh dông trong buổi trưa hôm nay. Đây. Đây, bắt đầu từ cây sầu riêng đây. Đó, xin thấy một con kinh dông. Và bên gốc cây sầu riêng bên này có một con kinh dông nha mọi người. Đây. Đó. Đó là con kinh dông này. Rất nhanh nha mọi người. Thật sự nghĩ là nó Thật sự nghĩ là sẽ làm cây nhanh như vậy. Thôi nha mọi người. Đó. Kinh dông nó chéo tận trên ngọn rồi nha mọi người. Tiếp tục đến với con kinh dông này. Nhanh không mọi người. Đây. Tiếp tục có một kinh dông nữa mọi người. Đó, buổi trưa đi chưa nắng đi bắt kinh dông là đúng bài nha mọi người. Đây. Mình sẽ tiến hành tiếp cận con kinh dông đây. Đây mọi người. Đây, anh sẽ bắt nó rồi đây. Đó. Là không giữ nhau rồi, đây là loại kỳ lông vàng này, rất là hoành tráng nhau rồi. Đây, đó, nói tôi nét về con kỳ lông này thì đúng là loại vằn này là không giữ nhất nha mọi người. Có đuôi dài cũng tương đối, đó, mà không dài bằng kỳ lông vẹn được, ăn động. Kỳ lông rào được, lông rào đuôi rất là dài nha mọi người. Đây, kỳ lông hình trắng khủng long đấy. Sắp trượt rồi đấy, mà sắp trượt rồi, sắp trăng. Ai da, kinh dông cắn rồi mọi người ơi. Ai da. Thôi được rồi, cầm sát này khó rồi. Đây, có nguy hiểm. Đây, nhiều vậy, này. Phá hàm răng không nè, vô. Đó, răng rất là sắc nha mọi người. Cho nó thử cây cho mọi người xem nha. Đó, nó phát đứt một cắn cắn phát đứt luôn nha mọi người. Đây, thêm bên này. Thôi được. 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 Này, con này tương đối to nha mọi người. Đây. Loại là cắn không nhả nha mọi người. Đây. Cắn được rồi là rất là chắc chắn nha mọi người. Đó. Đây. Thôi thì gì sẽ thả đi nha mọi người. Thả đi và bắt những con kinh dông khác nha mọi người. Đó rồi. Cú nhảy đã xuất hiện rồi. Đây. Để nó cắn cho. Đó. Rồi. Quá chạy rồi. Đó. Bây giờ thật sự đi bắt tiếp con kỳ dông nữa nha mọi người. Rất nhanh nha mọi người. Hiện tại nó trèo lên trên. Hiện tại nó trèo lên đi. Đây nha mọi người. Đây. Thôi thì dùng cho mọi người thấy nha. Đây. Nhưng nó trèo lên đến ngọn rồi. Đó mọi người thấy không? Đó. Cái con kỳ nhông đang bám đấy. Đó. Rất là nhanh nha mọi người.
Sau khi sẽ đi một vòng để kiếm con kỳ nhau khác nha. Lassie đã phát hiện ra một con kỳ nhau đó. Lassie chỉ có bắt kỳ nhau bằng tay không ngồi nè. Nó sẽ em thiếu đâu. Rất là nhanh nha mọi người. Lại gặp cún nhây phá đám nữa nha mọi người. Tiếp tục nào. Lassie sẽ đi vòng qua nhà để kiếm kỳ nhau cho mọi người nha. Đây, chúng ta ăn các bạn thấy ở trên đây có con kỳ nhông gấm rồi đó. Quá đá luôn. Bây giờ làm sao ta? Chắc là ăn cặn không nó chẳng cây, đúng rồi. Bây giờ làm sao mà bắt được nó mới hay chứ. Gặp cún nhây đây rồi, cún nhây rồi nè, cún nhây. Bây giờ sao mọi người, rất là khó bắt con này nha mọi người. Rất là khó bắt nha mọi người. Hơn nha mọi người. Đây. Con này cũng rất là đẹp. Tuổi rất là dài. Đây. Con này cũng gần gần như vậy. Dông vằn nha mọi người. Đây. Nó cắn sao. Nó là cắn sao để sao. Hai này khác nhau. Nhìn ngoại hình nó khác hẳn nha mọi người. Đây. Nhau. Đây, con kỳ nhông này thôi ạ. Con kỳ nhông cũng lại là về tương đối là khác nhau mọi người. Phải màu mắt vẹn này, rồi về độ hung dữ này. Đây. Cắt này. Đó, cặp thêm lên. Thôi, ăn cái kỳ thả đi. Tiếp tục cắt những con kỳ nhông khác nha mọi người. Đi rồi. Bây giờ anh ta sẽ đi kiếm một đường công tiếp theo nào. Không biết là nó sẽ ở đâu. Đây. Nó phải rất nhanh nha, quan sát những chuyển động nhỏ nhỏ nha mọi người. Vì chỉ nhông có thể thấy anh ta và sẽ chạy đi kiếm nha mọi người. Ta đi. Wow, cái chanh nhỏ về có quả đấy nha mọi người. Ta tiến hành chúng ta đi. Nếu củi này có ông ta. Chỗ này không rồi. Đấy, ta sẽ đi kiếm ở những gốc cây sầu riêng xem thế nào nha mọi người. Này, có vẻ tương đối khó nha mọi người. Thôi chúng ta đi kiếm vào những chỗ dễ dễ nào. Bây giờ là những bụi cây thấp. Đây đấy, cái cún nhây làm chuyên đi phá đám này mọi người. Đây, chỗ nào bắt được kỳ nhông đây. Đây. Là chúng ta thấy được một con kỳ nhông rồi. Wow, rất là tuyệt vời nha mọi người. Chỉ ra quan sát từ xa.
Rất là khó để bắt nó nha mọi người. Đây rất là khó nha mọi người. Đây nha mọi người, đây 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 đây. Bây giờ làm sao bắt nó vậy ta? Đây nha mọi người. Đây, wow, anh gặp một con kỳ nhông nữa, wow, rất là ngầu nha mọi người, đó, ngầu rất là ngầu, wow, quay ra mọi người, đây, con kỳ nhông kia thì nó ở trên cái cột đây rồi, wow, đó, kỳ nhông này thì trên cột đây rồi, bây giờ rất là cao, rất là khó bắt nha mọi người. Để anh chị sẽ đang cố gắng bắt con kỳ nhông khủng nó đỏ kia được. Đến cái chuyện nào đi giữa. Đây. Rồi. Rồi. Chạy ra đây rồi. Để sao ta? Bây giờ anh ta chỉ phải dùng cây thôi. Bắt nó quay tí nào. Tôi chỉ mong có làm được nữa nha mọi người. Rồi hai con kỳ nhông luôn. Yeah. Đó, đây một con kỳ nhông. Một con kỳ nhông đã nằm trên đây rồi. Đó. Bây giờ xa quá rồi, rất là khó bắt nha mọi người. Tôi chắc phải đi kiếm những con kỳ nhông khác nha mọi người. Nào, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển, tiếp tục di chuyển đây, để kiếm những con kỳ nhông khác nha mọi người. Nước âm thanh sao sạc sao sạc do cuốn dây phát ra nha mọi người. Đây, cái gì đang rất là đi từ từ chậm rãi, vừa đi vừa quan sát nha mọi người. Đây, thành phần không thể thiếu trong những chuyến đi bắt kỳ nhông của Antasi nha mọi người. Đây, một chuyến đi rất là nhiều trải nghiệm nha mọi người. Đây, trận thì chúng ta
thăm mít luôn nha mọi người. Đây, vô. Chưa chín, trông màu vậy mà chưa chín nha mọi người. Xem thơm chưa nha mọi người, thơm chưa? Thơm. Đó, thơm, 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 thơm. Hái nha mọi người. Đây. Chưa ấy lắm nhưng mà thơm rồi nha mọi người. Quay lại cho mọi người thấy. Đó. Rất là tuyệt vời nha. Rất là thơm. Đi xếp đi. Hái nó và mang về. Ôi, xong. Đó. Xong rồi. Ủa. Đây là chiến lợi phẩm nha mọi người. Đây. Chiến lợi phẩm thì được. Và tiếp tục trong hành trình đi về. Sẽ tiếp tục mình tìm kiếm những con kinh rau tiếp nha mọi người. Đây. Hàng chị đã phát hiện ra một con kinh rau con. Đó. Nào, ra tiến hành nào. Mời thục chuốc. Và, nó đây. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Mất chiêu rồi. Xin chào và gặp lại vào các video tiếp theo. Bye bye.